Chị quay lại vấn đề về tài sản cố định thì chị vào mua hàng, click vào chứng từ mua hàng. Chị chọn hai nhỏ, đúng không nào? Đang làm đến Đúng rồi đây. ạ. Chị đăng ký dùng như thế đi. Cũng là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chị click vào đúc vào đây, một cái mã gọi là TFO. Tính chất chị chọn là dịch vụ. Tài khoản chi phí là 211 này, giờ nó mới cho theo yêu cầu của mình. Nghe cho em. Ví dụ ô tô ở đây thì phương tiện vận tải thì mình phải chọn đúng 2113. Hay mua một cái máy lạnh thì phải là 21112, được chưa? Tách chuẩn luôn. Thuế suất là 10%. Ok, cất nhá. Cất như thế này thì mình sẽ định khoản số 01 đây, 1 tỷ đi. Chỉ ví dụ vậy. Đúng không em? Chỗ này phải được chưa thanh toán ngay. Chưa Đấy. Nói tóm lại là cái phần thanh toán này hay chưa thanh toán này em phải nắm được cho chị. Nội bộ nhà em thì em xử lý được thôi, đúng không? Chỗ này không có hóa đơn không đúng, mình phải bấm mình nhận kèm hóa đơn nếu có hóa đơn, đúng không em? Đó. Có khi để bảo đây chị có thích cái phân hệ thuế nó đâu rồi, thực thực ra là do ấy. Đó, cái này. Đấy. Đấy, xong rồi chọn thuế suất ở đây 1%. Và sang số hóa đơn là ví dụ số 1 chẳng hạn. 7. Đang tính được. Em hiểu chưa? Xóa để tính lại xóa. Vậy coi như là bước thứ nhất là rất dễ, y như là cái 242 thôi. Đúng không? Rất dễ. Ok, bây giờ ta sẽ sang bước thứ hai, đó là bước ghi tăng tài sản cố định. Được chưa? Cũng y như là công cụ dụng cụ ấy, mà bây giờ ta vào phân hệ tài sản cố định. Ta bấm chữ ghi tăng ở đây này. Được chưa? Ghi cho chị này. Trong phần ghi tăng này á, nó có 4, 1, 2, 3, 4 em nha. Chưa? Thì em ưu tiên cho chị là mục 4, 5, 6, 7 ta bỏ qua. Ta chỉ vào mục 4 thôi. Chọn chứng từ nha. Thì mình phải chọn là năm nay. Nhá, lấy dữ liệu lên. Em có hiểu không? Nếu không lên thì phải chọn năm nay, lấy dữ liệu lên cho chị. Nhá. Đấy, xong em chọn vào cái ô này này. Được chưa? Đồng ý, đúng rồi. Được chưa? Bốn có rồi này. Thì bắt đầu mới sang 1, 2, 2, 3. Đúng rồi. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì chị làm như thế này để chị nhìn cho dễ là ngày nào ta cứ tăng vào giá trị của nó bao nhiêu. 4 có rồi mới sang 1. Và mã tài sản ở đây là TF. Rồi. Loại tài sản là gì? Mình chọn ngay luôn. Được chưa? Phương tiện vận tải. Đơn vị sử dụng nhá. Giả sử ô tô này mình sử dụng chung tất cả các bộ phận luôn. Nhưng mà bây giờ mình không biết chọn bộ phận nào thì em sẽ chọn một bộ phận đại diện nhá. Quản lý. Hiểu chưa? Trong công ty em có quản lý, có sản xuất, có gia công, có cho thuê, có rất nhiều bộ phận. Thôi, mình chọn đại diện ở bước 1 đấy. Là một bộ phận thôi. Được chưa? Đến đây hiểu chưa? Như vậy là 4 rồi đến nhảy sang 1. Đúng không nào? 1 lúc đấy vừa sang 2. Hiểu chưa? Nguyên giá ở đây là tại sao chị lại lấy cái mục 4 này chưa? Bởi vì sao? Để cho nó nhảy sang đây mình dễ nhìn. Năm này mình đổi thành tháng, đúng không? Và cái tài sản cố định thì tải phụ lục 1 thông tư 45 nhá. Tí nữa xong để em tí em tải phụ lục 1 thông tư 45 để gióng đúng từng tài sản phân bổ theo theo tháng, bởi vì phần mềm luôn luôn mặc định là năm nha. Nhưng ta sẽ phải đổi năm thành thành tháng. Ví dụ 5 năm thì bằng 5 nhân 12 bằng 60 tháng. Em hiểu chưa? Hay là 6 năm nhân 12 thì bằng 72 tháng. Được chưa? Ví dụ như cái khung tài sản ô tô là từ 6 đến 10 năm ấy, thì ở đây phải là 72 tháng. Hiểu chưa? Thế khi em điền 72 tháng vào đây một cái, tất cả các thông tin này này nhá, tự động cập nhật lên cho mình. Em hiểu chưa? Đó. Như vậy là mục 4 xong, đến mục 1 này, rồi đến mục 2 này. Rồi bây giờ mới đến mục mấy? Mục 3. Mục 3 này thì như chị đã nói này, đại diện là một bộ phận. Thì tất nhiên chọn bộ phận nào thì nó nhảy lên bộ phận đó. Nhưng mà kể cả có bộ phận sản xuất đi chăng nữa thì phần mềm nó cũng chẳng hiểu là nó đổi lại 154 cho em đâu. Thế thì bây giờ nhá, 642 này chị để yên. Như vậy sau đó em ghi tăng ở đây. Đấy, chị ghi tăng tạm cho em nhá. Ok chưa? Ghi tăng thì bây giờ em vào phân hệ tài sản cố định ở đây. Đấy nhá. Đó, bây giờ cái ô tô này đây này, nhìn thấy chưa?
nhá, chị xóa đi. Tức là chị nói này, chị vừa làm xong, bây giờ muốn xem lại cái quy trình làm ở đâu ấy, cái tài sản mà chị vừa hướng dẫn cho em ấy nó nằm ở đâu, thì em vào phân hệ tài sản đây này, ghi tăng này, thấy chưa, chọn năm nay và chọn cái ô tô này, xóa hộ chị nhá, hiểu không? Rồi nó sẽ vào đây, và muốn đối chiếu nó đúng hay sai ấy, thì cũng vào báo cáo này. Như vậy là qua hai bước về tài sản cố định này, em hiểu rồi đúng không? Bước thứ ba, muốn đối chiếu hai bước ấy nó có đúng hay không, thì em vào bước thứ ba, danh sách báo cáo, đánh chữ đối và tìm đến cho chị cái dòng đối chiếu sổ cái và sổ tài sản, ghi đi. Đây, báo cáo đối chiếu tài sản và sổ cái đây nhá. Có nghĩa hai bên không có gì, chứng tỏ là ta đang làm đúng, mấy chưa? Còn nếu có một bên sổ cái có mà ghi tăng chưa có, chứng tỏ ta đang ghi tăng thiếu. Đúng rồi, thấy chưa? Hiểu không em? Rồi, bây giờ sau khi làm mua hàng không qua kho, ok nhá, thì ta sẽ đi vào phần tính khấu hao, thấy chưa? Tất nhiên chị sẽ phải xóa cái này đi. Thực ra cái này là chị đang thử thêm cho em để em hiểu quy trình nhé, nhá. Chị phải xóa đi cũng lẫn số liệu của em. Mà trên thực tế khi mà cái ô tô này bạn đã được tính khấu hao thì không bao giờ xóa được đâu. Nhưng mà chị chỉ thêm sau khi tính khấu hao ấy, nên chị xóa được. Hiểu chưa? Có nghĩa là bước sau rồi nó móc nối với bước trước rồi ấy, thì không thể nào làm gì được nữa. Ok. Tiếp theo á, bây giờ chị muốn là thế này. Em sau khi em đã hiểu được cái phần ghi tăng rồi, đúng không? Thì ví dụ như những cái này đố em ấy sửa đổi này, được chưa? Nó đỏ lù lên thế này này. Tức là có nghĩa là em đã thực hiện bất cứ bước thứ mấy rồi. Tính khấu hao. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ ta sẽ bằng căn phần A bỏ đi. Xóa đi. Chắc là hồi đi học của cái chị kia ấy cũng biết một chút đúng không? Về những cái này đúng không? Rồi bây giờ dạy cho em không kiểu như là cũng biết biết một chút đấy, kiểu như là chắc là cũng nắm nắm được một tí về về cái nội dung là bạn kia bạn hướng dẫn. Thế bây giờ nha, đến đây thì coi như thì em cứ đại diện cho một phòng đi nhá, phòng hành chính hay phòng gì, nhưng mà ví dụ như có những cái thứ như ô tô này ấy, ô tô này của sếp đi ấy, tất nhiên ô tô của sếp thì cũng không phải cho hết vào phòng 1-2 đâu nhá, đúng không, như thế này đâu, mà ô tô của sếp vẫn phải phục vụ cho quá trình để tạo doanh thu thì nó vẫn là chi phí chung, em hiểu không? Thế nhưng mà cái này thì chị coi như là chị chấp nhận, bởi vì nó chỉ đại diện cho em được một bộ phận thôi, nó không giống như kiểu một công cụ dụng cụ mà chỉ chia được phần trăm ấy, là coi như phần mua và ghi tăng thì chị để yên, được chưa? Chị sang phần tính khấu hao, chị bấm thêm này, hiểu chưa? Chị thêm đây, chị thêm tháng 1 đồng ý nhá, tháng 1 đồng ý thì em sang phần phân bổ bên cạnh này nhá, cực kỳ quan trọng trong kế toán là đây, chứ không phải cứ tự động ấy, phần mềm muốn chạy ra làm sao. Ví dụ như là mặt bằng đất chị đang ví dụ thôi nhá, nhớ chưa? Vâng ạ. Thì chị sẽ để con chuột vào đây, chị phải chuột thêm dòng phân bổ, em hiểu chưa? Phải chuột thêm dòng phân bổ, trong đầu của chị muốn phân cho bao nhiêu dòng ấy thì chị phân bổ như vòng, thấy chưa? Đây là phòng hành chính là 6422, đúng không? Mà đã 6422 thì chị khỏi phải chọn khoản chi phí nữa, đúng không? Hiểu chưa? Thế còn đây là SX là sản xuất, bộ phận sản xuất đây này, đúng không? Đấy, cái bộ phận sản xuất mà mình đánh lại là bộ phận gạch ngang sản xuất ấy, ship từ sản xuất là của mình. Đấy, thì bây giờ tiếp tục chị muốn bộ phận vận chuyển, em hiểu chưa? Và một cái là bộ phận gia công, em hiểu không? Đó, gia công thì không phải cứ chọn gia công lung tung ở đây đâu, mà chính là phải tìm cái chỗ BP ấy, ship trừ này, gia công này, em hiểu không? Nghĩa là cái gì ta đặt khoa học bao nhiêu thì bây giờ ta sướng bấy nhiêu nhá. Ta chỉ cần đấy, xong bắt đầu này, ví dụ đây là 10%, hiểu không? 20%, hiểu không? 30% là còn lại là 40%, ví dụ như thế, hiểu không? Thế rồi, nhưng lưu ý này, đối với bộ phận hành chính quản lý, hay là ở đây chị là làm luôn theo cái của chị nhá, L đó, thì cái này á, là 6422 chuẩn, đúng không? Nhưng cái này lại 154 cũng y như là cái ông công cụ ấy,
tất cả cái gì liên quan đến sản xuất là giá thành ấy, theo thông tư 133 là phải 154. Nhưng chọn khoản mục chi phí liên quan cho sản xuất thì đây. Đây, sản xuất chung chấm khấu hao chấm SX, hiểu chưa? À, và đây là sản xuất chung chấm khấu hao chấm chấm cho cái gì? Chấm cho vận chuyển. Có vận chuyển ạ. Đúng rồi. Và đây sẽ là sản xuất chung chấm khấu hao chấm gia công. Gia công. Vận chuyển gia công. Đúng rồi. Như vậy ở đây em học thêm được một cái gọi là nâng cao kiến thức và kế toán, chứ không phải là một thống kê. Kế toán là mình phải biết phân bổ đều chi phí ấy, cho đẹp, và mình phải vận dụng tối đa công cụ của phần mềm, đúng không? Vào thực tế của doanh nghiệp, đấy mới là kế toán giỏi, không phải là cứ cho hết rồi 642, cho hết rồi 154 ấy. Tất nhiên không phải là tài sản nào em cũng chia, em hiểu không? Có những tài sản chỉ có một bộ phận thôi thì em phải thiết kế lại cho nó ấy, cho đúng nhá. Ok rồi, thế còn cái nào mà cho vào 642 thì thôi, khỏi phải chọn khoản chi phí, hiểu chưa? Cuối cùng thì em sang phần hạch toán bên cạnh này. Cái quan trọng nhất là ở chỗ mục 2, nhớ chưa? Mục 2 điều kiện là 154 thì phải chọn khoản mục chi phí, 642 không chọn khoản mục. Và sau khi em tổng hợp chia nhỏ ở mục 2 xong thì tự nhiên ấy, sang bên ba nhỏ này, đâu sẽ đi vào đó, hiểu không? Nó tự nhảy. Nó sẽ tự nhảy hết cho em ấy. Thế nhưng mà chỉ nói này, sau khi em thiết kế được tháng 1 rồi, tất cả các tháng 2 ấy, nó sẽ ăn theo cái tháng 1. Nếu em muốn thay đổi thì em phải lại thiết kế lại ở phần phân bổ này. Phần phân bổ. Đúng rồi. Có cần ghi không? Em ghi rồi. Ok. Đây nhá, tất cả những cái này em đều phải sửa lại hết này. Bây giờ ấy, 6 năm này này. Thấy chưa? Em sẽ phải đổi tương ứng về 72 tháng. Theo tháng cho chị, không được để năm, nhưng mà phải làm thế nào đấy để cái giá trị hoa màu lũy kế ấy vẫn giữ nguyên, em hiểu không? Ví dụ như em đổi lại một cái mà cái này nhảy ấy nhá, nhảy gần sát vào đây thì cũng phải sửa lại ấy, giống như cái cũ, em hiểu không? Mình trước khi sửa mình sẽ ghi lại ra thật đấy. Đúng rồi, xong. Nhưng mà vấn đề chỗ này em sửa một cái, nếu mà nó ra đây tự nhiên ở đây không 100 triệu, chứng tỏ là cái thời gian này này, số 5 tháng này đang bị sai đấy. Thì phải luận lại xem là cái thời gian thực sự hao mòn lũy kế. Em biết hao mòn lũy kế rồi, tính từ ngày nó mua cái tài sản này ấy, đến thời điểm em đang làm việc 31 tháng 12 năm 2019, em phải luận lại xem là thực ra cái thời gian này không phải thời gian này ấy. Thì em sửa thời gian này sao cho cái giá trị hao mòn lũy kế ấy phải gần sát với số này, xong rồi đánh tay lại cho chị ấy, chỗ này, em hiểu không? Và phải đổi lại năm hết thành tháng nha, không được để năm. Dạ vâng. Để kiểm soát bảng cân đối số phát sinh đầu kỳ ấy, thấy chưa? Thì em nhìn đây này, chỉ xuất khẩu cái này ra. Nhìn nhá, cái số bảng cân đối này, 211 của em từng này tiền, 214 được của em ấy, đây này, 6 tỷ 7, mà em muốn kiểm tra số này so với số dư ấy nhá, so với chi tiết đúng hay không ấy, thì em vào mẫu tài sản này, sổ tài sản này, nhưng em không chọn năm 20 đâu, chọn năm 19, hiểu không? Đã không. Chọn năm cũ. Bây giờ thì chị nói này, đây là cái bảng khấu hao tài sản cố định của năm 19 để lại ấy. Thế em đang kết xuất ra đây để xong chị hướng dẫn cho nó xem. Đúng, đúng rồi, chị kết xuất cái đầu kỳ đấy ấy, để cho em nhìn cái mối quan hệ nhá, hiểu không? Bản chất của vấn đề là bạn này, tài sản của bạn này không sai, đầu kỳ của bạn này đúng. Thì hôm ấy chị có nhận xét này, được cái vấn đề này, được cái ông tài sản đúng, em hiểu không? Đây này, đây là cột hao mòn này, lũy kế, nghĩa là từ trước bây giờ người ta hao mòn tính vào bên có 214 đấy, 6715 ấy, 256 này, thấy chưa? Nó khớp với cái bảng cân đối số phát sinh của em nhá. Đầu năm 2. Đúng rồi. Có nghĩa là về cái số liệu đấy là em không phải bàn nữa, nghĩa là người ta làm đúng rồi. Mình chỉ việc bê sang và mình chỉ chuyển đổi từ tháng, từ năm sang tháng ấy, giữ nguyên cái giá trị khấu hao lũy kế đấy ấy. Đây này,
6, 7, 1, 2 này. Hiểu không? Nhưng mà trong đó có vô hình là 26 triệu này, hữu hình là từng này này. Kiểm tra lại nhá. Nếu như không có vô hình thì dồn hết vào ấy, 21, 4, 41 ngay từ đầu kỳ cho chị. Hiểu chưa? Dạ vâng. Rồi. Chào vâng ạ, em cảm ơn chị nhá. Em chào chị ạ. Ừ.